Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Calcium Stella được sản xuất tại Stada Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Calcium Stella cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Calcium Stella Calcium, dưới dạng Calcium Lactate Gluconate, Calcium Carbonate Dạng bào chế Viên nén sủi bọt Công dụng và chỉ định của Calcium Stella Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt Calcium Hỗ trợ cho liệu pháp đặc hiệu trong phòng ngừa và điều trị loãng xương. Hỗ trợ cho liệu pháp vitamin D3 trong điều trị còi xương và nhuyễn xương. Đối tượng sử dụng. Trẻ em chậm lớn, còi xương. Người cao tuổi, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có nguy cơ loãng xương. Chống chỉ định của Calcium Stella. Quá mẫn với thành phần thuốc, tăng canxium huyết như cường cận giáp, rối loạn thừa vitamin D, khối u do mất xương suy thận nặng, ung thư xương di căn, sỏi canxium do tăng canxium niệu nặng, sỏi thận, bất động lâu ngày kèm tăng canxium niệu hoặc tăng canxium huyết. Liều dùng và cách dùng của canxium Stella Liều dùng Người lớn và trẻ em, 1.000mg trên ngày, 2 viên trên ngày. Cách dùng Hòa tan viên trong khoảng 200ml nước lọc và uống ngay, cùng hoặc ngoài bữa ăn. Lưu ý khi sử dụng, thận trọng khi sử dụng calcium Stella 500 mg trên bệnh nhân bệnh sarcoid, suy thận nặng, đặc biệt ở người dùng chế phẩm chứa nhôm. Giảm liều hoặc ngừng uống nếu tăng calcium niệu lớn hơn 7,5 mol trên 24 giờ, người lớn hoặc âm không cộng môn trên kg trên 24 giờ, trẻ em, suy thận, có bằng chứng hình thành sỏi đường niệu. Calcium Stella 500 mg chứa khoảng 206,66 mg natri trên viên. Viên nén sủi bọt Calcium Stella 500mg có thể được dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú trong trường hợp bị thiếu hụt Calcium. Trong thai kỳ, lượng Calcium dùng hàng ngày không nên vượt quá 1.500mg. Lượng Calcium được tiết đáng kể vào sữa mẹ trong thời gian cho con bú nhưng không gây bất kỳ tác dụng không mong muốn nào cho trẻ sơ sinh. Cần chú ý tới đáp ứng của cơ thể với thuốc trước khi lái xe vận hành máy móc. Sử dụng Calcium Stella cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Sử dụng Calcium Stella cho người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi dùng cho người lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Calcium Stella. Ít gặp, tăng canxium huyết, tăng canxium niệu. Hiếm gặp, phát ban, ngứa, mày đay, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng. Rất hiếm gặp phản ứng phản vệ, phù mặt, phù mạch thần kinh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Calcium Stella, đồng thời biết cách sử dụng Calcium Stella sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham